shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đậu xanh này mình bước qua đời nhau để làm gì? Để làm nhau lên kill. Biết ngay mà có người mà. Mình nhìn thấp thoáng cái biết ngay có người. Ok bạn nha. May bên trên nó không cài mìn. Có gì được không này? Anh em ơi, tầm này đồ mình ngon rồi, ngồi đây thủ thôi. Đồ ngon rồi, không chơi nữa, ngồi đây thủ nhá. Ngồi đây thủ cho chắc an anh em ơi, giữ tốt. Để lên huyền thoại phát. Có bo. Lạc Long bãi trưởng. Thôi, bây giờ xuống nhá. Nhà đấy nguy hiểm vừa giờ hả? Anh chưa biết thường thôi em ơi. Ngồi canh tốt, ngồi thủ tốt mà. Ơ, lại có một cái... cái xem bo, thằng nào ăn rồi à? Vãi cả trưởng. Đang để dành mà anh em, có một cái gọi là cái hộp thông tin thật kia. Đứa nào ăn rồi. Hay lắm, được. Tôi lại lấy củ trời đi anh em ơi. Và bot thôi mọi người. Mới giờ nhọp hả, hôm nay 24 giờ nhọp nhá, lần anh nhé. Đúng rồi, có trận thì nhiều quốc gia, có trận chả có cái nào em ạ. Kiểu game nó không công bằng vãi trưởng luôn, thề. Một đứa thường một. Cái nhà trước mặt. Tầng một nhà biệt thự nha anh em. Cháy nó ra tí, còn súng dai. Mình không muốn xanh mộ sớm đâu. Xanh mộ sớm mất công, kiểu cày giữ tốt nãy giờ, bây giờ xanh mộ hơi buồn ấy. Nên mình chơi kiểu cực kỳ cẩn thận. Hợp lý. Bắn đường rơi. Bắn đường rơi để mình vào nhà đã, bắn đường rơi. Bắn đường rơi. Ui, hai. Tổ bóng rơi. Khá là hên các bạn này. Bắn xuống này. Mình vẫn đang trong mo cơ. Nhưng mà nhà này mình thấy thủ không ok lắm. Để xem nhà nào thủ mà nó phải ok ấy anh em ạ. Cứ xuống ngay ở phía dưới đi. Xuống hẳn phía dưới luôn cho nó ngon anh em ạ. Let's go. Ska sấy nhanh, sao lại không chơi hả? Goza bắn chậm hả? Úi dồi ôi. Bởi vì nhá, Goza phá giáp là tốt anh em, bắn xa, sát thương ổn định. Đó. Được chơi anh em. Anh thấy cái nâng giáp rồi anh để ý rồi, tí và anh lượm nhá. Đừng có đứa nào lượm của anh. Một ít có chưa nhỉ? Có rồi, ngon. Một đấy thủ là chắc ăn nhất. Mũ ra bao lâu đủ cả. Bây giờ là anh em với tôi nha, ngồi đấy chờ bo thôi. Bo nó thu lại rồi, không biết là bo tiếp theo thu ở đâu. Nhưng mà ngồi đây là canh được khá là nhiều đứa nhá. Một vị trí thủ phải gọi là ổn. Bo thu như nào để phản vào bo nè mọi người. Chưa xong, đây mới là bo đầu thôi. Hơi bị căng. Anh em chờ tôi tí, tôi cảm giác là hơi căng rồi nhá. Anh không ngủ à? Không em ơi. Hôm nay live 24 giờ, ngủ gì tầm này. Đó, một đứa. Một đứa này. Ui, xa quá, mất dấu. Phải chờ nó chạy lên cơ, xa quá. Nó đấy hơi xa. Tí nó chạy lên mới sấy được anh em ơi. Đầu chút này sao mày lại nằm thế này? Vãi cả rồi, nó nằm xuống nó gãy đít này anh em này. Qua đây. Đứng dậy. Lại nằm. Một chút có thể ngáo à? Phải cả trưởng. Một chút nó ngáo cần rồi anh em ơi. Nào. Được rồi anh em ơi. Con panda của tôi nó hơi ngáo tí, anh em thông cảm. Tuy nhiên nó lại nằm xuống. Panda vào đây. Ngáo ít thôi panda. À bó thủ ở trong à? Thôi chạy. Chạy anh em ơi. Bó thủ ở trong mà, mình tưởng bó thủ ở ngoài chứ. Đang ngoài nói chuyện với con panda. Đậu xanh.
Pana nó buồn ngủ à? À ra vậy. Thế cho nó đi ngủ đi. Tôi tắt cho nó đi ngủ nhá. Ngủ đi. Tí gọi nó dậy chơi tiếp. Có mỗi anh có hơi buồn ngủ tí nhưng mà anh phải chơi game này. Ê, cái gì đây? Thế nào ngoài vậy? Cây nấm đủ nhìn như người không ạ? Tôi ám ảnh vẽ trưởng. Hello bé Su, mới comeback lại hả em? Một đứa trên tròi, một đứa trên tròi, quay lại nhanh. Một đứa trên tròi, vẽ thật trưởng. Ê, một đứa trên tròi. Thôi, hỏng. Ui, đứa nào đây? Hỏng. Đông vậy ai chơi? Chỗ nào cũng có người. Vẽ thật trưởng rồi. Hơi căng. Tí nữa bọn mình trên là móc rốt nữa thì thôi. Sợ thật. Một đứa nhá, đang đứng ở kia anh em này, chắc nó thấy mình rồi. Vãi cả trường. Nó chạy rồi anh em. Nó chạy rồi. Ngay vô DG, vào nhà. Vô DG vào nhà cho nó lành. Sắp xanh mộ chưa? Hình thức kia xanh mộ rồi, tí mình có thể chạy vào bao ok nhá. Tại mày căng thế. Căng, bao thu. Bay cả trưởng, bom rơi lại còn bao thu nữa. Thề. Nó căng dã man không ạ? Đủ, đừng. Nổ nhanh lên hộ cái, chạy vào bo. Nổ đi nhanh hộ cái. Nhanh còn chạy vào bo cho anh em. Khoai dã man luôn. Nào, nổ nhanh. Chạy anh em ơi, chạy lại. Thế xong mình có một đứa nhá, cẩn thận xíu. Không tí xanh mộ lại hỏi tại sao. Chạy đến đây là hợp lý rồi. Đứa nào. Qua đây. Không thể nói được nữa. Hên. Được, hay lắm. Ui, đứa nào dựng một keo mãi xa kia. Vãi cả trưởng. Lao ra tận ngoài này rồi. Ui, có xe ngoài này luôn. Hầm sát này. Rồi không có ai. Mới hầm sát thôi. Cái đậu xanh. Chạy bò à? Này. Nó dựng một keo này. Lên bả đi. Hay lắm. Hợp lý. Thằng kia chắc là trên tròn nó sấy thôi anh em. Trông cái xác có vẻ hấp dẫn. Qua đây mình lượm xíu anh em ơi. Kệ cho nó. Đang sống dai kiếm tốt mà. Trông cái xác có vẻ hấp dẫn nhờ. Không có mì đâu. Thoải mái đi anh em. Đó, ui. Lượm thêm khá là nhiều trang bị ngon. Ui, máu các kiểu này. Nhưng mà ba lô hơi dởm. Thế này thì vứt. Ba lô dởm này còn chỗ đâu mà lượm anh em. Chán ghê. Ở đường đây có vẻ ngon này. Thôi kệ cho nó vào bo anh em. Ê, thằng nào dựng băng keo kia. Vãi cả trưởng. Tôi sợ không quá rồi, chỗ nào cũng có người. Mấy mấy đứa trong một cái bo nhỏ như con kiến. Nó nhỏ như con kiến hơi quá nhưng mà bo nó nhỏ thật anh em ơi. Mấy đứa. Dã man, sợ. Góc nào cũng có người. Bo nó lại thu lên trên mà hơi khoai chứ anh em. Dưới cái chảo chém ông. Được, tạm ổn. Bọn này khoai lắm. Mình chả biết là ngồi ở đâu cho ổn. Mới đưa cho nó lên đồ gì cơ. Lên đồ chỗ kia có bông keo. Nó lại vẽ hàn đấy nhỉ anh em. Bông keo đấy mới dựng thôi. Chưa tan. Đậu xanh đâm ra mình lại không dám lên đồ. Hơi bị gắt ở nhà các bạn đây. 9 thằng, 8 thằng, 8 thằng. Đông dã man luôn đấy. Bây giờ mình chạy lên sớm xanh mộ đấy. Nhưng mà không chạy lên đây chả biết chạy đi đâu. Đành phải lên vậy. Đừng cái nào sấy em nha. Em có đúng mất quả bằng keo các anh đừng sấy em nhớ. Em sợ các anh ạ. Sợ phải nổ ra anh em ơi. Ôi đừng. Đơ đừng. Rồi trên này có một đứa đấy. Trên này có một đứa đấy. Rồi đừng đấy hả. Làm sao. Có liệu này. Đứa đấy hả? Còn 6 giờ nữa cơ. Đậu xanh. Mình không qua vả đó là không được anh em ơi. Tí mấy thằng khác nó vả mình chết. Đứa đây. Không qua vả nó không được. Tí mấy thằng khác nó vả mình chết. Không qua vả nó không được cơ anh em ơi. Các đậu xanh này gầy mớ mì này. Nó gầy một mớ mì luôn anh em ơi. Rồi hay. Còn mấy thằng nữa cơ. Vãi cả trưởng. Sợ đứa khác mô lô vãi trưởng. Tôi thấy tôi sợ. Tôi sợ luôn anh em. Này thằng kia chạy đi. Núp biết gì. Sợ bắn mình thắm. Nó nhảy ra bắn mình anh em ơi. Chú ngại cũng biết sợ chứ anh em.
đậu xanh dã man. Vãi cả đầu, chạy đi, qua thu kia. Kia chạy đi, chạy đi, chạy đi. Kia chạy đi, nhanh 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 nhanh. Nó không chạy. Được 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 được. Qua thu rồi anh em ơi. Chạy đi nhanh, hai đứa con sống. Vãi cả trưởng luôn, chơi nhây luôn anh em ơi, nó chơi nhây luôn. Nó chơi nhây luôn anh em ơi, nó không chạy. Nó chạy từ lúc nào rồi cơ? Nó chạy ở phía dưới. Nguyên tật nó chưa chạy. Hay lắm. Qua đây, qua đây. Đứng tạm đây có lẽ ổn. Nó chạy xuống dưới rồi. Thằng này thông minh. Tưởng nó chưa chạy, nó chạy rồi. Thông minh ghê. Mấy thằng nữa? Nó ở góc dưới đây nghe. Nó ở mãi dưới này. Thằng bé thông minh lắm. Một đứa, một đứa. Một đứa mãi góc đồ bên kia. Good game. Có mấy đấy, có mấy đấy. Con này, nó ở đây. Nó ở đây chắc luôn anh em, một đứa ở dưới này. Một đứa ở dưới vậy. Một đứa ở dưới vậy. Vừa móc ở dưới, vừa móc ở trên, cẩn thận xíu, cẩn thận xíu. Cái đậu xanh này, lên bảng, kia. Kia, núp vừa thôi, núp vừa thôi. Đậu xanh này. Căng, bỏ ở dưới, thôi thôi. Ông ơi đừng bắn nhau nữa, bắn thằng ở dưới đi. Có một đứa ở dưới này. Vãi cả trưởng. Bây giờ không hạ thằng ở dưới đâu. Là vãi lúa luôn anh em ơi. Không hạ thằng dưới vãi lúa luôn này. Cái đậu xanh nó biết vị trí của cả hai đứa rồi. Ngu rồi anh em ơi, thằng dưới ăn cả nhá. Bó thu xuống dưới mà. Cai đậu. Bảo bắn thằng ở dưới thì không bắn này. Vãi cả trưởng, bắn thằng ở dưới không bắn này. Bó anh em ơi. Xây được anh hả? Xây được anh thì chú cũng chết thôi. Quần máu phát. Bó kìa, thằng ngu kia, bó. Cái đậu xanh, quần máu không được. Vãi trưởng rồi, thằng dưới được lợi. Thằng dưới là thằng có lợi nhất anh em ơi. Hay lắm. Xây nó. Chú xanh mộ, chú lên bảng. Thằng kia đã quần máu. Bó chưa? Bên trên này mới là bò. Vãi cả trưởng ngay con này. Đừng. Hatsuto còn sát trên nổi không? Rồi ok, quần được tìm máu rồi. Hai. Chạy quần sát đi anh em này, quần sát đi. Hên xu này. Quần sát này nghe. Cái đậu xanh. Chơi Hatsuto điểm gì? Để quần sát chứ điểm gì nữa. Còn tìm máu. Vãi cả trưởng anh em ơi, còn tìm máu. Nó tung hỏa mù luôn. Cái đậu xanh. Được hay lắm. Vãi cả trưởng này. Anh sợ chú quá. Yes, 5 kill top 1. Anh sợ chú quá này. Ok anh em, kẹo top 1 rồi nhá. Mới thẳng rơm rơm này. Tôi lại phải sợ chú nó cơ. Thế ten ngon. Ok các bạn, vào đón xem nào. Chúng ta được cộng 27 điểm. Rồi, 5 kill cộng 27 điểm. Hành trình huyền thoại không xa.